Khán giả trong và ngoài nước vừa có dịp mãn nhãn với vở múa Vùng Ẩn thuộc chuỗi sự kiện vệ tinh xoay quanh triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Ly Hoàng Ly diễn ra tại trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory quận 2. Bằng sự thoải mái của động tác, sức mạnh của tinh thần kết hợp cùng biểu cảm khuôn mặt, các nghệ sĩ đã tạo ra hàng loạt chuyển động tiếp nối độc đáo trong ánh sáng và âm thanh tinh tế, mang đến người xem cảm giác thú vị đầy mới lạ.